Hay xin chào các bạn, mình là Trường Goku và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tải một cái tựa game. À không, mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách tải một tựa game. Tựa game này mình thấy khá là hay và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tải nhé. Ok, thì phần demo của trò chơi này mình sẽ để ở phần đầu của video. Và cái 5 cái link này mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả của video. Các bạn có thể mở ra và copy và làm theo mình. Ok, sau khi có 5 cái link này rồi các bạn hãy mở Google Chrome lên hoặc là cốc thì các bạn trình duyệt nào cũng được nhá. Các bạn hãy copy 5 cái link này vào. Các bạn nhớ là link này mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video nhá. Ok, các bạn sẽ copy và dán ở đây. Mình sẽ chuyển các bạn đến một cái tab, bạn có đến một cái link Google Drive, các bạn sẽ tải nó về cho mình. Ở đây thì mình đã tải 5 cái file này rồi cho nên mình sẽ không tải nữa. Ok, các bạn bấm save nhá. Ok, rồi sau khi các bạn tải xong cả 5 file thì đây, thành quả đây. Sau đó các bạn hãy làm theo mình. Các bạn hãy bôi đen tất cả 5 file này lại. Các bạn bấm chuột phải vào. Thì các bạn yêu cầu phải có phần mềm giải nén nhá. Phần mềm giải nén thì trên Google có rất nhiều. Các bạn lên Google và tìm phần mềm giải nén ra. Ok, các bạn bấm extract to. Và các bạn, ổ cứng các bạn phải dư tầm hơn 20GB thì các bạn mới có thể chứa được cái file này. Ok, các bạn giải nén đến cái thư mục nào mà có hơn 20GB á. Rồi, sau khi các bạn đâu ta? Đây, sau khi các bạn giải nén xong, các bạn sẽ được một số file như thế này. Ở đây sẽ có một file là đây, file.iso. Các bạn bấm nút chuột vào. Mình thì hơi ổ cứng hơi khan hiếm cho nên mình sẽ xóa mấy file này, bởi vì dù gì mình cũng giải nén nó ra rồi mà. Đó, thì mình còn dư 29GB đây. Thì anh đi. Ok, các bạn tiếp tục, các bạn bấm setup. Sẽ hiện ra một cái bảng, các bạn hãy chọn cái mình sẽ tắt cái nhạc này đi. Ok, các bạn sẽ chọn cái thư mục mà các bạn muốn lưu vào. Đây, để mình xem cái thư mục nào còn nhiều ổ e nhé. Mình sẽ cài nó vào ổ e nhé. Ok, các bạn hãy chọn cái thư mục, sau đó các bạn bấm install. Đó, bây giờ các bạn chỉ việc đợi và đợi thôi. Ok, sau khi cái này nó hoàn thành xong thì nó sẽ hiện chữ done ở đây. Done, nghĩa là xong á. Các bạn bấm finish cho mình. Sau đó các bạn vào cái thư mục codec này. Các bạn copy hết vào. Copy hết lại cho mình nhá. Sau đó các bạn vào cái thư mục mà các bạn đã cài game. Các bạn bấm chuột phải, sau đó các bạn paste vào đây. Đó, replay. Rồi, sau khi copy lại và là xong, các bạn có thể khởi chạy game. Các bạn có thể khởi chạy game bằng cách là chọn cái này, đúp chuột vào cái này. Đó, các bạn mở game bằng cách bấm vào cái này nhé. Ok, và vậy là xong video mình đến đây kết thúc. Nếu hay nhớ like, share, subscribe và nhớ comment, chia sẻ ý kiến ở bên dưới. Bye. Nhớ đăng ký kênh nữa.